xin chào các khách hàng của Singapore Aesthetic. Đây là ca lắp 20 răng sứ của chị Lan Oanh. Em chào chị Oanh. Chị Oanh ơi, chị có thể cười thật tươi lên để cho khách hàng của Singapore có thể thấy nụ cười mới của chị được không ạ? Chị cười tươi lên ạ. Hiện tại chị đang cảm thấy thế nào? Cũng cảm thấy là khá là đúng ý với cả cái hàng răng mới của chị. Hãy cho chị xem lại hình ảnh trước đây của chị. Đây mọi người thấy lại nhé. Đừng bêu riêu hàng răng này. Vâng, đây ạ, hình thể răng trước đây của chị ạ. Nhiễm màu khá nặng đúng không ạ? Vâng. Đó ạ, quay sang đây. Vâng, các bạn có thể nhận thấy một cười, một trời một vực ạ. Giờ chị còn có thể nhìn lại cái hàm cũ của mình cơ. Vâng, rất đẹp quý vị và các bạn ạ. Vậy chị thấy là mình có chuẩn bị táo cho chị Oanh đúng không? Dạ vâng. Vâng ạ. Chị Oanh thì hôm nay đến lắp răng thì cũng có yêu cầu là trong lúc lắp răng nhỉ? Thì có muốn ăn táo đúng không? Bây giờ sau khi lắp răng xong, vừa lắp răng xong thì bây giờ mời chị Oanh ăn táo luôn. Thế là mình rất là muốn là thử dùng cái hàm răng này để ăn nhai ngấu nghiến, cắn xé đủ thứ. Vâng, vâng, đây là cái táo mà bên em cũng đã khỏe anh này chị nhé. Rồi, cảm ơn em. Vâng, và quý vị có thể ăn được bình thường đúng không? Chị ăn bình thường cho em ạ. Quý vị có thể nhìn thấy cái quá trình khi mà mình lắp răng xong là mình có thể ăn uống sinh hoạt bình thường, hoàn toàn bình thường đúng không ạ? Chị Oanh răng vừa đẹp vừa khỏe đấy ạ. Thường xem khớp cắn của mình đã chuẩn. Bác sĩ đang lắp ráo ngoài cửa. Bác sĩ vào đây đi ạ. Răng của chúng ta đang ăn táo ạ, ăn răng vừa khỏe vừa đẹp. Chưa, chị có cảm thấy thế nào? Ăn đâu gì? Bác sĩ vào đây. Không, em hỏi thật, em không được qua đến đoạn đấy, ăn được không? Cắn ok, táo rất là ngon, cắn rất là ok. Vâng ạ. Thế là giờ nó chị có thể hoàn toàn yên tâm rồi đúng không ạ? Thì chị cũng hy vọng là trong quá trình sinh hoạt hàng ngày thì mọi cái sẽ trở lại bình thường. Vâng, chắc chắn là bình thường rồi ạ. Xong rồi là bây giờ ra ngoài hay là giao tiếp bên ngoài thì chị cũng sẽ xinh hơn, cũng sẽ tự tin hơn. Điều đấy là đương nhiên rồi. À, chị có muốn nói gì với những khách hàng của Singapore tới đây sẽ làm răng, hoặc là những cái khách mà vẫn còn đang muốn làm răng nhưng mà đang đắn đo hay là do dự không ạ? Mình cũng là một cái khách hàng mà cũng đã từng do dự rất là nhiều. Trước mắt là mình cứ lo là thứ nhất là đau này, thứ hai nữa là không biết là cái hàm răng mới của mình thì liệu nó có chịu được những cái lực nhai hay là ăn uống bình thường như cái răng thật không. Nhưng mà tuy nhiên thì mình sau khi ngay vừa mới đại cái ghế này vẫn đang vừa làm xong thì mình cũng cảm thấy là với cái tình hình này thì chắc có lẽ cũng không, tuy thì có thể là không thể nói là 100% như răng thật được, thế nhưng mà chắc cũng phải đạt được đến hơn 90%. Thời điểm hiện tại là hơn 90% đó, nhưng mà ngày mai thì sẽ là 110%. Hy vọng là vì ngày hôm nay thì mới là như thế này, nhưng vâng, mà sắp tới trong quá trình mình quen dần mọi cái thì sinh hoạt của mình sẽ đi vào bình thường và cảm thấy là nó. Vâng ạ, vậy em cảm ơn chị nhé. Cảm ơn Viện Răng Hàm Mặt Singapore. Vâng ạ, vậy em cảm ơn chị và chúc chị vui vẻ và ngày càng thành công trong cuộc sống ạ. Hãy gọi ngay hotline 0911 549999 để đặt lịch thăm khám miễn phí và giữ ưu đãi 20%.